Uh, yeah. bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm cái game mario trên android studio. Thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái gọi là game engine đúng không ạ? thì chiều nay chiều nay thì tôi mới có giờ chiều nay tôi mới, có, tôi mới có giờ. Tuy nhiên là tôi cứ làm trước cái clip này để để cho các bạn xem trước để hình dung ra là cái bài ơi xem mình, chúng ta phải làm như thế nào đúng không ạ? À, tuy nhiên là cái 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 môn này thì chúng ta không có ở trong chương trình của à, các bạn ở bên poly thì các bạn bạn không cần xem cái 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 môn này nhé, bởi vì là cái môn này là không dành cho các bạn poly, môn này là tôi dạy ở bên ngoài, ok, thế thì uh, uh, thời thời gian học ấy thì là nó khoảng độ uh, đối với cái môn này nó tầm khoảng độ 3 tháng, trên thực tế nếu bạn làm ấy thì nó mất rất rất là, rất là nhiều rất là nhiều công sức khi mà làm một cái game uh, uh, mario như thế này đúng không ạ, uh, chúng ta có thể hình dung trước cái kết quả để chúng ta có thể 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 uh, làm cho nó uh, tiện lợi hơn, ví dụ như thế này đúng không? Bạn vào cái uh, ví dụ đây này, ví dụ tôi mở to hết cỡ này đúng không? Để bạn hình dung này đúng không? Chúng ta chạy thử này. Kiểu kiểu như thế này. Chúng ta sẽ làm như thế, đúng không ạ? Đấy, các bạn cứ xem qua một chút để chúng ta hình dung như là cái kết quả chúng ta sẽ hình dung chúng ta phải làm được. Mà chúng ta sẽ làm trên Android Studio và chúng ta sẽ làm cụ thể bằng cái engine là NNG các bạn nhé. N Engine Thế thì uh, các bạn đừng có so sánh cái này với Unity bởi vì là Unity nó có cái hay của nó là Unity chúng ta gần như chúng ta thiết kế hầu hết bằng đồ họa chứ còn đối với cái N Engine chúng ta hầu hết chúng ta phải viết code đúng không ạ? Uh, điều kiện để các bạn học được cái này là các bạn phải cốt Java là tương đối tốt rồi, đúng không? Code Java tương đối tốt rồi thì chúng ta mới làm được cái, cái, cái game này đúng không ạ? Trên thực tế thì cụ thể như là trong quá trình làm ấy thì nếu như là cái game này mà estimate thời gian ấy thì thực ra nếu mà một studio bao gồm có hai người làm đồ họa, hai người làm lập trình thì không phải hết khoảng 6 tháng. Đấy là nếu như chúng ta làm một cách nó thật sự là 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 đẹp đúng không ạ? Thật sự là mọi thứ nó phải suôn sẻ. Ví dụ như thế. Thế còn đương nhiên là ờ uh, khi mà dạy thì thì tôi cũng sẽ cố gắng làm để cho các bạn có thể nắm được cái tinh thần của cái 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 cách làm game này. Cơ bản là tôi sẽ xây dựng thành một cái quốc để cho các bạn hướng dẫn các bạn cách xây dựng một quốc để các bạn có thể làm những cái game kiểu như thế này. Đúng không ạ? Thế thì uh, cũng lại nói thêm là chúng ta đã học qua cái môn uh, Unity đúng không? Thì Unity chúng ta cũng làm được cái game này và cái Unity làm cái game này thì nó có vẻ đơn giản hơn là làm trên engine. Tức là làm trên Android Studio. Nhưng mà cái dở lấy Unity nó lại là đa nền tảng của cái này nó là nơi tiếp app nơi tiếp game nhé các bạn nhé tức là cái game chạy trên Android và viết bằng Android Studio thì nó nhẹ rất là rất là nhiều đấy kiểu như vậy đúng không và chúng ta sẽ phải tiến hành làm trên rất là nhiều những level các bạn có xem qua có thể xem qua những level khác tất nhiên là chúng ta sẽ lấy ý tưởng từ một cái game nó đã có sẵn nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là làm để cho nó tương đối một chút đúng không chúng ta có thể xem qua một chút cái game này thì thực ra là nó uh, Đã có trên store Và uh, Tức là người ta cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ cái game này đúng không? Tất nhiên chúng ta làm cái game này thì Để chúng ta học là để học kiến thức thôi Chứ nếu như chúng ta để mà uh, Kiếm tiền bằng game này thì chắc là các bạn phải nghĩ Một cái phương án kinh doanh khác Ok Như vậy thì cũng uh, tương đối là cảm thấy là nó Nó chính là cái game này thì dạng như là cái game là uh, Clone lại cái game Mario đúng không các bạn? Đấy, các bạn cứ xem một số những cái cái game đấy chúng ta sẽ làm cái, cái theo những cái chủ đề như vậy đúng không? thì uh, xin hỏi các bạn là cốt cái này có khó không? thì cũng xin trả lời với các bạn luôn là uh, nếu bạn nào học java tốt thì nó cũng không phải là khó lắm đúng không? nhưng bạn nào học java không tốt thì cũng tương đối. hơn nữa là chúng ta phải có một chút kiến thức về game đúng không? thì đối với ở môn ưu trước thì tôi đã giải thích tất cả mọi thứ rồi cho nên ở cái môn này là tôi sẽ không giải thích nhiều nữa. Mà chỉ tập trung vào cái việc làm ra sản phẩm thôi Đúng không? Để chúng ta tiết kiệm thời gian Tất nhiên là vì cái thời gian học chúng ta là khá là lâu à, Thời gian chúng ta Bên phía Trung tâm là chỉ cho chúng ta khoảng 3 tháng thôi Thì tôi sẽ cố gắng là 3 tháng Làm sao tôi Giúp bạn hoàn thiện được cái game này Đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm Tức là sau khi đã xong rồi chúng ta sẽ tiến hành làm các level khác nhau Thì các level nó sẽ Có thể là bạn làm bao nhiêu level cũng được đúng không? Quan trọng chúng ta biết cách sử dụng, biết cách để là tạo ra các level. Đúng không ạ? Hoặc là nó thành cái framework game này rồi thì bạn có thể là làm những game khác nhưng với cái chủ đề tương tự đúng không? Vân vân. Thì cái này nó rất là giống level U giống như Mario đúng không? Ok. Đấy là nói sơ sơ chúng ta hình dung là cái cái game ta sẽ làm là làm như thế này đúng không ạ? Unity thì chúng ta đã làm rồi, đúng không? Còn bây giờ là làm trên Android Studio thì làm thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok. Bây giờ, trước mắt thì à, à, các bạn là tạo cho tôi một cái bộ rách đúng không ví dụ như bạn tạo bộ rách như này à... cứ android bộ thông thường rồi đúng không chúng ta game này đúng không mario game chẳng ạ? À. game android đúng không? ví dụ thế chữ này chúng ta ghi là mario như tôi đặt tiếng việt hay sao nhỉ không hiểu ok đấy ví dụ như thế đúng không chúng ta cứ làm bình thường thôi không có gì thay đổi cả đúng không à, chúng ta ghi là Mario game Ok Chúng ta tiếp tục ra chọn cái đầu activity Đó, trước mặt thế Và các bạn phải về phải search trên cái trên mạng cái, energy này này nhé Đấy cái này Energy for Android Studio ví dụ như thế đấy đúng không chúng ta download mấy cái engine về thì N engine đâu nhỉ N engine thôi được N engine được đúng không N engine thôi ta sẽ download cái N engine này về ví dụ thế đây này N engine này đấy các bạn vào trang chủ của N engine bạn tìm download mấy thứ đúng không ê chúng ta cần download những cái gì xem à, tạo phối giới trong trường xong rồi đúng không đau những gì nào thì các bạn để ý là chúng ta sẽ đau những cái này à, mình sẽ giải thích chúng ta đau cái engine này đúng không thì ở trên này có rồi có sẵn đây chúng ta kích vào đây đau chúng ta đã tìm tìm vào đau thôi nhé nó ở trong này hết đúng chưa nhỉ nhưng mà nó có rất nhiều thứ và chúng ta đau cái gì thì thì đầu tiên chúng ta đau cái engine trước thì cái đây đấy chính là cái framework cái chính để chúng ta gì phát triển game đúng không thứ hai là chúng ta đau cái liên quan đến N engine debug đúng không nhỉ? Thì để chúng ta gì? debug cái game đúng không? Debug game cái này các bạn biết rồi. Là bình thường Android nó nó cũng Android Studio nó cũng có cái chương trình debug chúng ta dùng cái N engine này để chúng ta debug này cho nó làm rõ hơn, tức là nó nó sẽ tốt hơn, nó chuyên dụng hơn dành riêng cho N engine đúng không? Tiếp theo, <laughs> chúng ta sử dụng cái N engine physics box này, đúng chưa? 2 d extension tức là chúng ta sử, sử dụng cái cái thư viện này là để chúng ta um, lấy các thành phần vật lý tạo các thành phần vật lý tiết kiệm công sức đúng không tạo các thành phần vật lý cho game ok thế còn cái cuối cùng là cái tài map thì để để giúp ta tạo các level nhé mình nhắc lại này engine là cái framework chính đúng không giúp cho chúng ta tạo game thứ hai là cái engine debug là dùng để debug nhé nhỉ thứ ba là engine physics Box này là để sử dụng các cái đối tượng vật lý nhé yeah. để sử dụng các cái đối tượng vật lý và cái cuối cùng cái cuối cùng chính là cái NNZTMX tmx tay map tức là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta gì chúng ta uh, tạo những cái 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 level cho game đúng không ok thế thì bây giờ chúng ta phải uh, sau khi tạo xong rồi hồi nãy giờ không biết là mình tạo cái cái cái, cái thư mục game này đâu nhỉ có phải là trong này không chết chứ demo lại đưa vào đây à được gọi đưa đã cũng được đúng không? thế đưa vào đây thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ phải xử lý như thế này ok bây giờ chúng ta sẽ à, phải copy bốn thư viện này vào đúng không cái thư viện vừa rồi ấy, Đúng không tức là sau khi bạn download về thì bạn cũng làm cái thao tác là copy copy vào đúng không rất là đơn giản thôi copy chắc là biết đúng không copy bốn cái này vào đúng không? đây chính là cái khu vực để làm chúng chúng ta chính là cái công cụ để chúng ta phát triển game đây đúng không copy copy đâu copy đây đúng không chúng ta đưa vào đây đúng không cứ đưa bên ngoài thôi chứ không cần phải làm cái gì nó gọi là phức tạp cả đúng không best ok rồi lát nữa chúng ta sẽ thay đổi các cái thông số sau đúng không đấy nếu các bạn để ý thì sau khi copy vào thì nó cũng chưa có gì đâu nhưng mà chúng ta phải cấu hình một chút đúng không cấu hình thì bạn mở này ra đúng không Chả có gì cả Bây giờ nếu bạn không tin thì bạn có thể close close cái project này đi đúng không? Xong bạn gì mở lại đúng không? Thì nó vẫn thế thôi. chúng ta vẫn không thấy được cái đây nó có hết những cả cái những cái cái thông tin đây này đúng không? Nhưng mà chúng ta phải tiến hành cấu hình một chút đúng không? Cấu hình gì? Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta cấu hình. Bạn có thể cấu hình từ bên ngoài cái Android Studio hoặc là bạn có thể cấu hình ở trong Android Studio cũng được. Thế thì bây giờ làm nào chúng ta cấu hình được thì bước đầu tiên bạn gì bạn cần phải xem cho mình cái phần setting gradle trước để xem đã include và chưa chắc là include rồi đúng không setting gradle này đấy cái này chưa có này đúng không như vậy chúng ta mới chúng ta chưa include được hết tất cả các thành phần vào bạn xem lại cái gradle này có gì chưa chưa có gì đúng không build gradle thì thì cũng chưa có gì hết à cái setting gradle này nó chỉ copy rồi thôi bây giờ bạn phải include rất nhiều thứ vào ví dụ bạn phải include những sau in đúng không Đấy, include này include cái gì bạn nháy trên nháy dưới này hai chấm đúng chưa là n engine physics gì đấy đây n engine đầu tiên là n, n đầu tiên là cái n engine physics này trước đúng không đấy copy này sau này là... Redeem nhanh nhất nhỉ rồi, đây, đây, bạn chọn Reflector cũng được đúng không? Chúng ta chỉ lợi dụng để chúng ta copy thôi, chứ không phải là Đây, Ctrl C này, đúng không? Chúng ta cancel, chúng ta cho vào đây. Đúng không? Ok, NNG1 xong này. Thứ hai là bạn phải sử dụng cái NNGen file box cũng chưa? Như vậy chúng ta lại gì? Cũng lại include tiếp đúng không? Đấy, cũng lại hai chấm này, đúng không? Xong chúng ta đã dùng cái tiếp theo này. Có cả cái debug đúng không? lại là bốn cái này thì bạn include cả bốn cái vào nhá đấy căn chung c này chúng ta đừng gõ nhé các bạn gõ khi sai đấy đúng không in cờ đúng không đấy hai chấm này đúng không cái thứ ba là gì cái thứ ba chính là tài map này. cái tài map này đúng không Basic. đấy reflector đúng không đây là mình cố gắng là làm rất là chậm để cho các bạn có thể là gì mà gần như là mình không không dùng bàn phím để các bạn có thể nhìn thấy đúng không? OK và cái cuối cùng là engine debug, à, engine đúng không? Đây là cách gì include các cái gì, các cái thành phần vào đúng không? Đúng, không đấy, OK chúng ta sẽ có reflector, đấy. OK đấy thì các bạn xem trước nhé, chiều thì mình sẽ giải thích thích kỹ hơn nhé ok à, là như vậy chúng ta sẽ gì include cái này đầu tiên là cái cấu hình đầu tiên đúng không kệ nó đúng không lỗi những cái này kệ nó thôi đúng không cứ cấu hình gì đã sau đó lát nữa chúng ta sẽ sửa lỗi sau vì nó còn thiếu mà bây giờ chúng ta sẽ gì sử dụng các thư viện đúng không chúng ta sẽ phải vào phòng vào phần project property đúng không property này có phải cái nào nhỉ? Local property. Uhm. Đưa cái gì vào nhỉ? Setting thì đúng rồi. Gradle. Cái này nó lưu ở trong cái... Đây này, nó build nó lại để ở trong này. Build nó lại để ở trong này cho nên là rất là... Rất là phức tạp. Chúng ta lại phải đưa ra ngoài đúng không? Project property này. Thì chúng ta sẽ có à, xác định các cái, cái 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 level trước. Nên bố trí ở đâu cho nó hợp lý đây. Ugaro. Cái này là 10 update build tool đây là version 19 à? Khó nhỉ đây lại version mình yêu cầu là version 25, 25 rồi thôi thế thì mình sửa lại cái manifest cho cũng được cũng sao đúng không manifest đâu không sao nếu không thì cho nó lên cao đấy cũng được rồi, ok đây là lên cao nhất rồi đấy ok đúng các bạn rồi vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái uh, library đúng không tạo các các cái library vào đây thì mới được Đấy, bây giờ sẽ phải làm cái này đây thử đây nhé ồ oh, không được chỗ này không được để này nó không tiện nên chúng ta chọn một cái địa chỉ khác để chúng ta để NDK, SDK này. Đây là có nên gì bao nhiêu thế nào? Hơi quan tâm đến vấn đề này một chút. Kiểm tra lại xem là cái property, grado property này chắc là dùng cái này thôi đúng không đây, chắc dùng cái này cái này đi cái này cũng được cho nó đỡ lằn đúng không ok, thế bây giờ chúng ta sẽ phải uh, grado property này thôi chúng ta sẽ tìm cái grado property này Thêm vào thôi đúng không? Ta có android.library Đúng không? android.library.reference chẳng hạn Thế thì chúng ta cần phải Tức là đây để, để cái thứ tự nó order nó chuẩn này các bạn nhé Chúng ta sẽ tham khảo vào cái thư mục chính này đúng không? là gì N gì engine đúng không lại phải copy à ngại kinh nhỉ cái chỗ này chúng ta chưa chúng ta chưa thực hiện được cái kiểu này là vẫn phải copy đúng không ok vẫn phải copy cho mình mấy cái đúng không? có bao nhiêu cái thì chúng ta chỉ copy có mấy cái một này hai này ba này 4 này tôi cứ để này. thừa xóa sau đúng không số này là số 2 đúng không Tha... cái thứ hai lại là n tmx gì đấy chẳng hạn ví dụ thế ra lấy lần lượt thôi đây cái thứ hai này đúng không? cái thứ ba đúng không? cái thứ ba là cái nào cái thứ ba là cái này đúng không? OK. Thôi để ra cho tiện. Thực ra bạn có thể để trong kia cũng được nhưng mà tại vì sau này mình còn đổi nữa cho nên là không muốn phức tạp thì tốt nhất là chúng ta để ở đây đúng không? Ngoài ra chúng ta còn muốn dùng Facebook không? Có muốn dùng Facebook không? Nếu mà muốn dùng Facebook thì lại phải thêm một cái nữa đúng không? Ví dụ như một hai ba này bốn này. Nếu mà muốn uh, uh, cái uh, sử dụng cả Facebook nữa đúng không? Để xe hoặc là sử dụng quảng cáo. Ví dụ nếu sử dụng Facebook thì bạn phải có thêm cái Facebook đây nhưng mà tạm thời chúng ta thôi cái đây để sau. Chúng ta cứ để đến đây rồi đã. Nếu bạn, sẽ là bạn dùng thì bạn có cái Facebook thì bạn sẽ ghi Facebook ở đây đúng không? Nhưng hiện nay chúng ta chưa có. Thì thôi ta cứ thế, cứ giữ này thôi đúng không? Ok Thế là ta gì đồng bộ đúng không? Và nó sẽ build thành công Đấy, dụ thế Đúng không? À... Ok, thế thôi đúng không? Tạm thời là chúng ta cấu hình như thế Như vậy là mình cũng nhắc lại là chúng ta sẽ Build cái dự án này toàn bộ là trên cái Android Studio Và chúng ta sẽ build Làm một cái game Làm một cái game kiểu như game mà các bạn vừa xem đấy ạ Đúng không? Thế thì bây giờ để làm cái game đấy ta phải sử dụng cái Facebook là engine này, đúng không? Cái để debug là engine debug này. Cái đối tượng vật lý là engine đúng không? Energy physics của đây là của thằng riêng engine thôi và thứ tư nữa là cái sử dụng cái time map đúng không? Time map là để để ta tạo các level. Ok. Và buổi đầu tiên thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta tạo. Xem video dài quá các bạn không thích như này là chúng ta chiều nay có gì thì mình sẽ nói thêm mình sẽ đề mô chi tiết hơn nhưng mà về cơ bản các video thì mình sẽ chỉ nói thế này thôi thì các bạn xem trước bạn về mà tạo trước đi thì ở đây mình sẽ nói là trong cái Gradle Property bạn phải định nghĩa các cái thư viện tham chiếu đúng không tiếp theo trong cái phần liên quan đến setting này này thì bạn phải include những cái này vào đúng không nhỉ thế còn sau này định nghĩa những cái app biết như nào thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn nhé yeah, ok ok xin cảm ơn các bạn đã theo dõi